Xin chào mọi người. Anh Tuấn á, mới gặp một tình huống hơi buồn xíu. Mọi người á, biết sao không? Chả là anh Tuấn đi cà phê cùng bạn, bạn bằng tuổi nha. Ai về cô bé phục vụ á, hỏi bạn: dạ, anh dùng gì ạ? Rồi quay qua hỏi anh Tuấn: dạ, vậy còn chú? Chú dùng gì ạ? Ôi trời ơi. Thực tế, bước vào độ tuổi của anh Tuấn á, được gọi là chú cũng không có gì sai. Nhưng đi cùng với bạn mà bạn được gọi là anh, còn anh Tuấn á được gọi là chú, hỏi mọi người á không buồn sao được, đúng không? Lý do vì sao anh Tuấn lại được gọi là chú, mọi người có biết không? Chính là những sợi tóc bạc ở đây. Cho nên mới nói màu tóc góp phần quyết định sự trẻ trung của bạn trong mắt người khác là như vậy. Cũng may là nhờ cô bé thức tỉnh, anh Tuấn mới nhớ đã lâu rồi á chưa nhuộm đen cho mái tóc. Sau khi trò chuyện với bạn, anh Tuấn được biết để có được mái tóc đen ống an toàn, không gây kích ứng tại nhà mà không mất nhiều thời gian để ra tiệm nữa. Mọi người thắc mắc dầu gội đen tóc gì chỉ trong thời gian rất ngắn, chỉ trong vài phút, đúng không? Và đây, bí quyết giúp mái tóc đổi màu từ bạc trắng chuyển sang đen ngay lần đầu sử dụng, đó chính là nhờ dầu gội phủ bạc Emly của Pháp. Đầu tiên là đeo bao tay, rồi lấy dầu gội trộn đều ra tay và thoa lên tóc. Với Emly, chúng ta nên gội khô để đạt hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt với sản phẩm ở tiệm, bạn phải để cho da đầu thật bẩn để khi nhuộm không bị rát da đầu. Thì đối với sản phẩm này, với thành phần tự nhiên không gây kích ứng da, bạn cần để đầu sạch sẽ để dầu gội bám màu tốt hơn trên tóc. Sau đó massage tóc nhẹ nhàng vài phút giúp dầu gội thấm đều vào từng sợi tóc. Mọi người xem qua màn hình không ngửi thấy mùi thơm đâu, nhưng anh Tuấn đang ngửi thấy mùi thơm xuất đặc trưng của nhân sâm và hà thủ ô đó. Nhiều hôm đang mệt mỏi, gội đầu với dầu gội phủ bạc Emly xong, sảng khoái cả con người luôn. Một phần là nhờ hương thơm này đấy. Khác với khi chúng ta ra tiệm, mùi nồng của thuốc nhuộm phải mất 3-4 ngày mới hết, thật là khó chịu. Cũng được vài phút xả nước thôi. Và đây, mọi người thấy chưa? Trên mái tóc, những sợi tóc quá trắng đã được dầu gội Emly phủ đen ngay lập tức. Tóc lại rất mịn mượt nữa. Mọi người thấy sao? Có phải giờ anh Tuấn đã ăn gian tuổi rồi không? Tóc rất đen, bóng và mượt. Nhiều khi cũng chẳng cần lược. Anh Tuấn chỉ cần vuốt gì thôi, đã vào nếp hết rồi. Gội xong tóc đen, không sót một sợi tóc nào hết. Đặc biệt, nhìn nè, không hề có màu dính trên da đầu Tuấn luôn nha. Trước đây cho thuốc nhuộm, mỗi lần nhuộm cả tuần sau vẫn còn dính thuốc nhuộm trên da đầu, bất tiện vô cùng. Mà cái hay của dầu gội phủ bạc Emly này chính là ở đa công dụng. Anh Tuấn nghiện ra dầu gội phủ bạc Emly không chỉ gội lên màu trong ngay lần đầu gội, mà trong quá trình gội còn giúp nuôi dưỡng thân tóc, kích thích mọc tóc. Trong dầu gội phủ bạc Emly có thành phần tự nhiên quý hiếm như nhân sâm, hà thủ ô, linh chi, tinh dầu argan, bột kết, ô liu. Đây đúng là cứu tinh cho những ai đang rụng tóc. Thay vì mất cả mấy tiếng đồng hồ ngồi ngoài tiệm, giờ chỉ mất có vài phút để biến tóc trắng thành tóc đen. Lựa chọn quá tuyệt vời cho những người không có thời gian hay không muốn ra ngoài. Ai nhìn màu đen nhàm chán, có thể đổi sang màu nâu tây này. Đảm bảo sẽ khiến mái tóc của bạn nổi bật hơn. Không những giá thành rẻ hơn 3-4 lần so với việc đứng salon nhuộm tóc, thì chỉ một chai dầu gội Emly 500ml có thể dùng được vài tháng. Bởi vậy, ông bà nói không sai mà, cái răng, cái tóc là gốc của người. Thay đổi màu tóc của người ta cũng như thay đổi luôn. Vậy nên,
mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua dầu gội phủ bạc Emily này nhé. Một sản phẩm chất lượng từ Pháp đã được kiểm định rất an toàn và hiệu quả trong việc phủ màu tóc đen hoặc nâu, chăm sóc tóc, da đầu không gây kích ứng hay gây gạo. Bạn bè của anh Tấn sau khi nghe anh Tấn giới thiệu giờ cũng đã chuyển qua dùng dầu gội phủ bạc Emily rất nhiều. Anh Tấn cũng như bạn bè giờ còn mua tặng cho người thân nữa. Gì chứ, có dầu gội phủ bạc Emily này, Tết đến mọi người gặp nhau ai cũng thấy trẻ là mấy tuổi hết. Hãy bắt đầu cải thiện ngoại hình với dầu gội phủ bạc Emily ngay từ bây giờ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.